Hey, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái project của khóa Laravel Vue tại SunTech. Đây là một khóa full stack web. Và cái project này nó sẽ được chia thành hai phần. Đó là phần API thì được viết bằng Laravel. Và cụ thể là Laravel version 7.0. Đối với phần backend thì nó sẽ được viết bằng Vue.js. Đó thì các bạn có thể ngó qua cái project này. Thì hiện tại project này nó chưa hoàn thiện vì khóa này vẫn chưa kết thúc. Đó, nhưng các bạn có thể nhìn qua đây là cái project của cái khóa này. Đó, thì giao diện thằng admin nó như thế này. Và các bạn có thể ngó qua về cái code của thằng Vue. Thì mình build ở đây nó chưa thực sự là cái bản final. Có nghĩa là cái bản này chưa phải là bản cuối cùng. Nhưng mà hiện tại thì cái cấu trúc các thứ nó cũng đang khá là ổn. Đó, thì ở cái buổi tiếp theo thì bên mình sẽ xử lý, chia nhỏ nó ra và làm một cái middleware, là một cái middleware global để có thể dùng chung và có những cái file service để có thể gọi API các thứ. Thì ở buổi sau bên mình sẽ apply mấy cái đó vào. Đây thì các bạn có thể nhìn qua, đây là cái cấu trúc của một cái project single page application với Vue.js. Nó khá là đơn giản. Đó thì cấu trúc của nó như thế này. Thì cái thư viện UI mình chia sẻ để các bạn có thể dùng luôn. Cái thư viện UI thì các bạn có thể dùng cái thằng này, Vue.io này. Nó khá là hay. Đây các bạn có thể dùng của thằng này. Thì hiện tại cái project này đang apply cái thư viện UI của thằng này vào. Đó thì các bạn có thể tham khảo của thằng này. Thì nó khá là hay và rất nhiều dự án trong thực tế đang dùng thằng này. Đó thì mình thấy khá là ổn. Đó và nó support khá là nhiều thứ để các bạn có thể build project nó nhanh hơn. Thì mình làm cái video này với mục đích là, thứ nhất là để trả lời cho các bạn là khóa Laravel Vue ở SunTech thì sẽ học cái gì. Đó, và đó là một khóa full stack thì các bạn sẽ phải học cả hai thứ, đó là Vue.js và Laravel. Những bạn theo khóa này thì phải biết về PP cơ bản rồi và biết về JavaScript cơ bản rồi. Tất nhiên là ở khóa này nó có trang bị lại những kiến thức đó, nhưng các bạn biết rồi thì học nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Đó, thì đây là cái project. Các bạn cũng sẽ thấy được một điều, đó là đối với các project tại khóa Laravel Vue ở SunTech thì nó gần như là không có giống nhau. Nó không giống như ở những trung tâm khác. Đó là các bạn ăn đi ăn lại một cái project, một cái trang web bán hàng, nó theo một cái mô típ nó cố định. Và cái thứ hai nữa là nó không có cái gì mới, không có cái gì hay ho trong đó cả. Thì mình sẽ không làm như vậy. Mỗi khóa học ở SunTech đều là một project rất riêng, là một cái business nhỏ thôi. Cụ thể đối với cái khóa này thì các bạn thấy là khóa tháng 4 này, thì các bạn thấy đây là một cái kênh, xây dựng một cái kênh để luyện thi online. Đó, thì nó sẽ trước mắt nó chỉ ở mức độ đơn giản là quản lý các đề thi, ngân hàng câu hỏi, quản lý người tham gia thi và báo cáo. Báo cáo ở đây là xem kết quả thi của từng bạn, thống kê ai thi nhiều các thứ theo tháng, theo tuần, kiểu kiểu như vậy, và ai đạt được cái kết quả thi tốt. Đó, để mình đưa ra được những cái chương trình cụ thể nếu mà các bạn muốn phát triển cái business này lên một chút. Đó, thì mỗi khóa bên mình sẽ có cái suộc project. Đó, nếu mà các bạn muốn tham khảo hoặc là muốn xem cái project này nó chạy như thế nào thì các bạn hãy comment cái email của các bạn xuống dưới video này, và đồng thời subscribe kênh YouTube của SunTech và chia sẻ cái video này lên ít nhất là 5 nhóm thì các bạn sẽ nhận được cái source code cũng như là cái phần build, cái backend này. Thì đối với phần backend này thì mình hướng dẫn các bạn là build từ đầu, từ những dòng code đầu tiên luôn. Đó, chứ không phải là giống như ở những nơi khác là các bạn lấy bột một cái backend về không ném vào không biết viết. Thì như thế nhiều cái các bạn sẽ không hiểu được. Ví dụ ngay như những cái xử lý về middleware global để mà khi authent ấy, nó không được phép truy cập vào những cái chức năng nếu chưa authent. Giả sử ngay những cái đó thôi, nếu các bạn lấy ở những cái suộc code mẫu về backend của thằng Vue thì nó cũng đã xử lý cho các bạn hết rồi. Đó, tuy nhiên thì mình sẽ không làm như vậy, bởi vì như vậy thì nhiều cái các bạn sẽ không hiểu bản chất. Các bạn hãy follow kênh SunTech Việt Nam ở trên YouTube để có thể theo dõi tiến độ của cái project này. Thì hiện tại cái này nó đang được thực hiện rồi và nó sẽ xong trong trước mùng 15 tháng 5 tới này, và nó sẽ có một cái bản public lên để các bạn có thể tham khảo về cái ứng dụng này do chính học viên của SunTech làm. Đó,
Qua video này thì nó cũng là câu trả lời cho một số bạn có chat và có hỏi về cái khóa này sẽ học những gì. Mặc dù là bên mình tư vấn cũng khá là mỏi tay rồi, rất nhiều bạn hỏi, tức là nó cứ lặp đi lặp lại, nên là mình làm video này để mình giải thích. Và khóa tháng 5 thì nó sẽ lại là một cái project khác. Tất nhiên là nó cũng sẽ đủ cái độ khó để các bạn có được một cái skill ok nhất để có thể đi phỏng vấn với doanh nghiệp. Ok, các bạn hãy comment cái đánh giá của các bạn xuống đây về cái project này trong khóa học Laravel Vue tại Santech để chúng ta cùng thảo luận. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.